Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của em. Đây là những ngày cuối cùng của năm 2020. Được chúc mọi người một năm 2021 sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thế lại đi triển khai một cái thuê bao. Đoạn này khá là khó kéo này. Thuê bao này thì nó rơi khoảng tầm 200m, hơn 200m. Thông thường thì cái này dùng để làm rulo để quay cái cáp này. Đây nó có cái đoạn gồ ghề cho nên mình dễ đặt cái cao cấp. Để cân bằng ở trên này. Gần cuối này thì ở trong dân mình ấy thì thường là cũng hay kéo rất nhiều. Vì mọi người thường hay đi làm ăn xa, mà có tiền về thì sắm Tết nên là bọn em ở đây mùa cuối năm thì nó rất là bận rộn. Hầu như anh em phải chia ra mỗi người kéo một vài thứ bao. Chứ nếu mà đi cùng nhau thì kéo nó rất là lâu. Dùng cái buộc cái gạch vào đây để đáp mọi người nhé, đáp cho nó đi được xa hơn, bởi vì tí nữa là có một cái đoạn có mương cách xa được khoảng cột điện thôi. Đây em sẽ cần phải trèo đến nhà để nẹp. Bây giờ phải kéo chừa khoảng độ tầm 20m, 30m, khoảng độ hơn 30m mới ném qua được cái này. Dồn dây ở đoạn này đã mới ném được băng qua đoạn kia. Kéo ở trong nông thôn này thì nó cũng khá là vất vả bởi vì nó rất nhiều cây cối và anh em cũng phải để ý là mình sẽ đi cao nhất để nó đảm bảo được cái sự cố không bị ảnh hưởng. Nếu mà mình đi thấp thì nó chỉ được một thời gian thôi, một thời gian thì nó bảo hành bảo trì rất là vất vả. Được à? Nhà nào anh? Em không biết nhưng được rồi, nhưng mà được rồi. Được rồi. Em không có gọi nữa nhưng mà được rồi. Không, em ấy ở ngoài hộp rồi, nó bị ngoài hộp mà. Vâng. Chuẩn bị ném mọi người nhá. Thì ném đá. Nhà dân ở bên này ạ. Vâng. Ổn rồi. Theo em nhận định thì nó là sang bờ bên kia rồi đấy. Không biết có sang hay không nữa. Đoạn này có cái mương khá là xa. Bờ mọi người nhé. Cũng không phải lội xuống dưới đấy làm gì. Bây giờ mới là phần quan trọng rồi này. Tí nữa phải bỏ giày đấy.
Vâng, cảm ơn ạ.